Theo quy định của pháp luật, luật giao thông đường bộ thì người trên 18 tuổi trở lên mới được điều khiển xe có dung tích từ 50cc trở lên. Do chưa đủ tuổi, điều khiển xe máy, lo sợ bị phạt. Mới đây, tại nút giao phố Trần Nhân Tông, đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, một nữ tài xế đã phóng nhanh qua chốt cảnh sát 141. Quá trình đi qua, nữ tài xế đâm trúng một chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Tổ công tác y 1141 Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, xử lý vi phạm tại nút giao phố Trần Nhân Tông, đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng. 21 giờ cùng ngày, tổ công tác gồm lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự và công an phường Nguyễn Du bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Đáng nói, ngay khi lực lượng chức năng làm việc, nhiều tốp thanh thiếu niên điều khiển xe máy, lạng lách, đánh võng, dồ ga qua chốt. Thậm chí nhiều trường hợp không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng cảnh sát 141, gây mất an toàn giao thông và nguy hiểm cho tổ công tác. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, nữ tài xế TKM 16 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội, điều khiển xe máy chở theo một người khác, lưu thông theo hướng phố Trần Nhân Tông, đường Lê Duẩn, qua vị trí tổ công tác I10-141 đang làm nhiệm vụ. Khi đi qua đây, xe máy đã đâm trúng một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Tài xế M cho biết do bản thân chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, lo sợ bị phạt, nên phóng nhanh qua chốt cảnh sát 141, thì không may sự việc xảy ra. Tài xế M cũng cho biết bản thân mình rất ân hận vì đã gây ra sự việc. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng với nhóm hỗ trợ sơ cứu FAS Angel đưa chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương đi cấp cứu. Hiện phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trước vụ việc trên, mong rằng mỗi người cần nâng cao nhận thức an toàn khi tham gia giao thông để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Vụ việc trên cũng cần phải được xử lý nghiêm minh theo pháp luật để làm gương cho những người sau.